Và như thế là ngày này đã đến nha anh em. Chào anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên. Thì mình đang sửa soạn review một cái là XX2 ở cái con game là Warlock 2 nha anh em. Ở ngoài màn hình thì mình đang ở một cái máy chủ của Mo Cao Nguyên đang quản lý và điều hành, có tên là một cái xe sành 2 để cho các anh em vào trải nghiệm. Và một số anh em hỏi mình là một cái xe sành 2 nó sẽ khác với cái con game Lock 2 này như thế nào. Thì trước tiên vào vấn đề review thì mình xin chia sẻ cho anh em một chút xíu về đó là thông tin của XX2 và một cái thông tin của Lock 2 nó sẽ như thế nào. Hiện giờ thì mình đang bước chân review một cái xe sành 2 của một con game Lock 2. Thì các anh em cứ nghĩ nôm na đây là một cái phiên bản của XX6 nha anh em, chứ không phải là XX2. Và ở đây là một cái giao diện, một cái lối chơi của XX2, nhưng cái hồn của nó là XX6. Vì sao? Vì đây là người ta sẽ giới hạn lại một cái móc liver của XX2. Người ta sẽ giới hạn lại một cái móc class của XX2. Vì sao? Vì là đồ vũ khí thì người ta sẽ cho là 380, là ngay cái thời của cái con là XX2. Và win thì cũng là win 2, 2 up. Đồ á thì chỉ là có 2 up. Và cái lượng nhân vật á thì cho chúng ta những con nhân vật chính thống, không có những con nhân vật của XX6. Nên ở đây là một cái phiên bản, một cái lối chơi theo XX2, nhưng mà cái hồn của nó vẫn còn XX6. Theo hướng một cái XX6 thì các anh em có thể là cộng điểm, thì mình sẽ review xương về một cái con là DL, còn gọi là chúa tải. Thì ở đây chúng ta cộng một cái XTG cho nó là vừa đủ mặt đồ, vừa đeo được vũ khí. Và anh ghi thì ở giai đoạn đầu không cần cộng quá cao, tầm khoảng 200 đảo lại là đẹp. Còn bao nhiêu thì các anh em cứ phan hết vào ENE cho mình. Tại vì một cái phiên bản XX6 thì hướng ENE là mạnh nhất của cái con DL Deadlord chúa tải nha anh em. Mình muốn thông báo, chia sẻ và review cho các anh em biết là một cái phiên bản của XX2 chuẩn và một cái phiên bản giới hạn của XX2 nó sẽ như thế nào. Và chúng ta tiếp tục vào cuộc hành trình review một cái XX2 của server Mo Cao Nguyên sẽ như thế nào nha anh em. Thì các anh em khi tạo một con nhân vật thì các anh em hãy lợi NPC Dakin quyền thoại làm nhiệm vụ 1 và 2 cho mình. Ở đây thì người ta sẽ giới hạn rất là nhiều. Các anh em thấy không? Không có cái phần đổi class Fergie hay là đổi class về tốn đời con các kiểu. Mình sẽ bấm qua NPC này đây thì người ta sẽ cho chúng ta đổi ra từ phù thủy sang Dakin, sang làm Fay MG và DL thì sẽ tốn là 1000 đế con cho một lần đổi class của chúng ta, chứ không có đổi phở ghi đâu nha anh em. Và ở phiên bản XX2 này thì người ta sẽ giới hạn cho mình những gì và cho mình những gì ở một cái giai đoạn mà thời kỳ đầu, thời kỳ mới mở server. Thì mình sẽ vào cô bé bắn gym. Thì ở đây là một NPC chính thống của những cái server, của những con game mà chúng ta có thể là mua đồ ở đây. Điển hình như là cái con là Warlock 2 này. Thì cho chúng ta ở trên phần mana thì mình sẽ lướt nhanh qua, không đề cập tới. Mình sẽ đề cập tới vào cái những cái viên dê ve, còn gọi là cái viên ngọc nè. Ở đây ngọc hổ nguyên cho chúng ta một cái giá cực kỳ mềm mại, chỉ có là 200 đê con. Tiếp theo là một cái bùa trao thì cho chúng ta là 499, làm tròn là 500. Nhưng mà đợi 499 cho em nhỏ nó ham nha anh em. Và tiếp theo cho mình một cái viên lai. Viên lai còn gọi là cái viên lipa. Các anh em nhớ là đâu đó những ở server khác mới mở ở đây thì các anh em nhìn vào một cái viên lai còn gọi là ngọc sinh mệnh, nó treo tới 10k đê con. Nhưng mà ở đây chỉ có 1k đê con và sở hữu một cái viên một, khá là dễ đối với tất cả các anh em chơi một cái xe sành 2. Và mình thấy cái đường xe sành 2 này nó sẽ đảo ngược với một cái là XX18 anh em à. Đáng lý ra một cái xe sành 2 của server Mo Cao Nguyên này nó sẽ khắc nghiệt, nó sẽ khó chơi, nhưng mà mình đã vào trải nghiệm, mình đã test là nó cực kỳ dễ chơi anh em à. Nó không có mà khó như là mình tưởng tượng. Hôm nay cái trí tưởng tượng mình nó quá phong phú anh em. Phải cài bục mặt ra nè, những cái món đồ là phải đắt đỏ nè, thì cái đó là nó sẽ sai với khoa học nha anh em. Lý thuyết thì nó dễ nhưng mà thực hành nó càng dễ hơn anh em. Thì mình thấy là nó sẽ quán đổi vị trí cho nhau, nó phải là hợp lại anh em. Vì một cái là xe sành 18 kia nó cực kỳ khắc nghiệt, anh em vào chơi la làng la xóm rất là dữ dội, nhưng mà một cái XX2 là đáng lý nó phải khắc nghiệt nhưng mà các anh em chơi rất là êm ái luôn. Nảnh người nào mới cấm đầu chơi, không có một tiếng than gian, không có một tiếng la làng la xóm nữa. Mình trông lên có một tiếng đang mình vào mình bóp phốt liền anh em, nhưng mà không có, thật là may mắn cho những anh đó nha. Thì tiếp theo mình sẽ vào cho các anh em xem nè. Bùa thì người ta có bán hai loại cho mình, hôm nãy là 499 quả, đây là chỉ có là làm tròn cho mình là 2 tỷ, nhưng mà vẫn để 1.9 tỷ nha anh em. Thì người ta sẽ bán qua hai đường, một đường đây con và một đường gem. Và các anh em nhìn thấy là những cái món đồ song song là nó sẽ bán cho chúng ta hai loại tiền tệ, một cái gem chúng ta có thể tự cài
và một cái decon chúng ta có thể là nạp, hoặc là chúng ta đi săn boss hoặc farm những cái món đồ gây ra chúng ta treo lên bán cũng vẫn có decon bình thường. Hai con đại quỷ cũng là một con decon và một con gen, và tất nhiên con gấu này cũng không ngoại lệ. Thì gấu nó bán có phần nào là hơi cao, nhích nhỉ hơn chút xíu, nhưng mà không sao, về bù lại là người ta bán cho các anh em là bằng gen đây đó, cực kỳ rẻ luôn, chỉ có là 100 triệu hả anh em. Nhưng mà hồi chưa tới giờ mình ban á, mình hách ngọc á anh em, ấy nhầm, mình hách gen á là chỉ có là được con triệu gửi hả anh em. Mua đồ linh tinh thì hết rồi nha, chỉ có con triệu gửi thôi, tại vì mình cũng không có cố tình làm gen nhiều quá anh em. Thì ở đây cho chúng ta có cộng lông sẵn luôn nè, cái này là mới đúng nè anh em. Cái cộng lông và một cái viên life nó sẽ chênh lệch với nhau rất là nhiều. Một cái viên like lúc trước là chỉ 10k và lông vũ thì chúng ta phải là nhặt kiếm, còn bây giờ lông vũ người ta sẽ bán sẵn cho anh em nè, với chỉ giá là nó hơi hét chút xíu. Cái này mới đúng là hét nè anh em, 10k decon, các anh em thấy chưa? Khi mà chúng ta mới đầu vào chơi, chịu khó nạp một chút xíu là sẽ có nguồn thu và sẽ có nguồn lợi. Về sử dụng cái lông đó thì chúng ta phải ép lên win 2. Còn nếu mà không sử dụng lông thì chúng ta xài win 1, nó rất là nhẹ nhàng thoải mái nha. Và bước theo là chúng ta có những cái bùa whip cộng 1, 100.000 gen, và một cái bùa cộng 5 thì 300 decon, một cái bùa cộng 5 là 1.500. Và tiếp theo là một cái bùa cuối cùng cộng 20 là 3k decon. Thì như vậy cho chúng ta một cái server rất là nhẹ nhàng thoải mái luôn, vì vừa bán decon vừa bán bằng gen, nhưng mà cái lượng gen chúng ta farm cực kỳ nhiều, chứ không phải là cái lượng gen khắc nghiệt như ở một cái server SS18 đâu anh em. Một cái con quái cho chúng ta đâu đó tầm khoảng 3.000, 5.000, có khi là lên 7.000. Còn ở bên server kia chỉ có là 50, 60, 80 thôi. Nó rất là lâu anh em à. Nên các anh em có thể là vào trong đây để từ từ trải nghiệm nha. Thì mình đã có phân tích anh em rồi. Đây là một cái hồn của nó là ở đất 6. Nhưng mà người ta sẽ giới hạn đồ, giới hạn win, giới hạn vũ khí ở cái mức là ở đất 2. Thì các anh em cứ hiểu nôm na, đây là một cái hồn của SS6, nhưng mà cái lối chơi giới hạn lại SS2 thì được xem là một cái phiên bản của SS2 nha anh em. Nhưng mà cách cộng điểm, lối chơi, reset đồ nó cũng y chang là một cái SS6 thôi, chứ không có khác gì đâu. Và ở đây cho chúng ta là những cái món đồ huyền thoại của cái anh là Đắc Quay Phù Thủy. Ở những phiên bản kia thì các anh em biết nè, ở SS6 chính thống nó ra thì nó cho chúng ta những cái set đồ lõm để chúng ta mặc, từ là set đồ lõm cộng 0 tới set đồ lõm cộng 7. Còn ở một cái giới hạn của SS2, người ta chỉ bán cho chúng ta leo hoe dài là một cái vũ khí nè, một cái khiên và những cái quyển skill thì lúc nào cũng có rồi. Còn đúng mà khắc nghiệt của SS2 luôn thì người ta sẽ không bán skill. Các anh em phải farm từ con quái nhặt được những cái skill rồi các anh em mới tự học, cái đó là máy chánh thống của SS2 nha anh em. Còn cái này thì người ta vẫn để cho các anh em cái đường thở rất là nhẹ nhàng, có thể là vào trong đây trải nghiệm nè, để vào trong đây test cái con game nè. Người ta sẽ giới hạn item, giới hạn đồ và giới hạn reset. Tiếp theo mình sẽ mò qua anh NBC quyền lực nhất của Ratkin, anh NBC thợ gan. Thì cho chúng ta ba loại vũ khí và các ngọc để dành cho Magit và dùng cho DK còn gọi là Ratkin. Thì chúng ta sở hữu được ba cây kiếm nè. Thì các anh em thấy là nó khá là chống chảy. Ở một cái phiên bản kia thì nó có nhét vào đồ của GF Quyền Dương, đồ của DL Chú Tải và đồ của Ratkin. Thì chúng ta thấy là sẽ full gương đi. Còn cái này mình thấy là rất là chống chảy anh em. Nhưng mà các anh em yên tâm, về lâu và về dài cái hướng đi của người ta sẽ phát triển dần lên, người ta sẽ up dài lên SS2, SS3, SS4 và lên tới SS6 nha anh em. Không phải dậm chân ở tại chỗ đâu, nên anh em yên tâm nha. Và ở đây một cái phiên bản SS2 giới hạn đồ, giới hạn item, nhưng mà người ta không có giới hạn master, người ta chỉ giới hạn lại đồ socket thôi. Nếu mà có đồ socket rồi không có còn gọi là SS2 nữa nha anh em, nên người ta chỉ đỡ cho một cái master. Trong khi thời gian mà thừa ra cái anh em reset nó đã mát ngày rồi, thì thời gian thừa ra để làm gì? Thời gian thừa ra là để tạo cho các anh em cái bầu mà không khí để bọn chúng ta chém gió cho nhiều xíu, là tụm lại với nhau. Anh em có thể là vào trong đây bt để mình farm những cái con quái, mình nâng điểm master mình lên để nâng cấp cái nội công của mình lên, để mình đi chiến boss nè, chiến bk cùng tất cả các anh em. Để trong khi mà các anh em chờ thời gian boss ra thì nó rất là lâu. Thời gian boss thì đa phần nó sẽ tổ chức vào ban đêm, còn ở ban ngày á thì chúng ta phải cài master rồi các kiểu nè. Mà ở đây mình sẽ chia sẻ cho các anh em, khi mà chúng ta dí vào một cái skill của quả lồng xích, dù có quái hay không có quái gì, quái nó phật hết rồi, nó bị farm hết rồi, nó sẽ tự đứng yên, nó không có farm nữa. Nhưng mà không sao nha các anh em, các anh em bấm vào cái phần con mắt cho mình, bấm vào phần con mắt rồi các anh em hãy chỉnh theo cho mình nè. Cái skill đầu tiên các anh em đợi số 1, quay là chúng ta đợi cái quả lông xích ở số 1 rồi, các anh em cứ bấm vào trong đây rồi sell lại cho mình.
Rồi ra ngoài đây các anh em còn làm cái gì nữa thì các anh em chỉ việc bật cái auto lên. Bật auto lên thì nó sẽ quánh, nếu mà quay hết thì nó không có quánh nữa, còn quái vật ra thì nó sẽ quánh. Cái này là một cái tiện và lợi khi chúng ta ở ngay cái thời gian đầu, không quá hao mana nè, không quá hao cái thời gian mà chúng ta phải dí vào những cái icon. Còn nếu mà chúng ta dùng những skill là quả âm hay là triệu tập quả âm thì chúng ta sử dụng cái nguồn mana nó cực kỳ hao. Ở thời gian đầu mà chúng ta cài chay không có nạp, không có mua gấu mà mình xài hao mana, đương nhiên với là mình sẽ tốn một cái lượng gen nhất định. Mà gen nó thì ở giai đoạn đầu không có gấu làm gì có gen nhiều anh em. Nếu mà búp gen như mình á thì các anh em phải có hai máy hoặc là một có hai ạt để mình búp gen, truyền gen cho nhau. Còn các anh em chơi có một ạt thôi thì các anh em hãy chơi theo cách của mình nè. Chỉ mua duy nhất một cái skill quả long xích, rồi hãy cài auto cho nó, rồi cứ việc đi đâu đi. Ở đây có quái thì nó quánh, không có quái thì nó đứng im. Thì ở giai đoạn đầu thì lúc nào cũng vậy anh em, tranh từ cái bãi quái nhỏ, tranh từ con quái nhỏ. Nhưng mà 2 ngày, 3 ngày tới một tuần đảo lại thì nó sẽ giãn cách ra. Vì ai cũng là ở một cái level cố định, có một cái lượng reset cố định, người ta sẽ lên dần nhà map cao. Ở dưới map thấp này chúng ta có thể là ung dung tự tại, farm nó rất là thoải mái nha anh em. Vì một cái xe sành mới hay là một cái server mới thì mình đều có chia sẻ, có review và có phân tích một chút xíu gì đó để nhiều anh em thắc mắc. Và anh em cứ ngỡ là nếu mà chơi một cái xe sành chuẩn, một cái xe sành 2 rồi chơi con nào khỏe, cộng điểm ra sao khỏe, thì các anh em rất là lăng tăng. Nhưng mà mình nói là cái phiên bản của cái con Vlog 2, Vlog 3 hoặc là cái con game Vlog 1 thì nó là cái hồn của RX6 nha anh em, chứ không có mà cái hồn nào hết. Nhưng cái lối chơi người ta sẽ chặn lại là RX2, cái server của Mo Dương Hiểu Phong thì người ta sẽ chặn lại một cái RX3. Và server của anh Nguyên này lần đầu tiên anh cho xuất bản ra một cái server là ngăn lại ở một cái thời điểm là RX2, là người ta sẽ ngăn lại một cái win nè, ngăn lại vũ khí, ngăn lại set đồ và người ta không cho clash ra nhiều. Thì cái đó các anh em cứ nghĩ nôm na đó là một cái session 2, người ta sẽ giới hạn. Các anh em thấy không, khi mà chúng ta ở đây quái nó phực ra thì mình sẽ farm skill liền, còn quái nó mất đi á thì mình không có farm, thì chứng tỏ là mình đâu có mất mana đâu nam. Và cái lượng đam của mình á thì cũng vẫn có điều điều, vì nó ra là nó sẽ farm. Cái con DL Deadlord này ở giai đoạn đầu á thì nó farm cực kỳ tốt nha anh em, nó chỉ thua sum thôi, nhưng mà sau con sum rồi thì nó không có thua con nào hết. Cái con phai cũng vậy anh em, con phai thì cũng tương đương với nó thôi, chứ con phai cũng không có qua mặt được cái con DL đâu nha anh em. Và những anh em nào đang chơi và đang trải nghiệm một cái server RX2 của Mo Cao Nguyên đang quản lý qua điện thoại, có xem được cái clip của mình hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video đã góp ý cho kênh càng ngày càng phát triển nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.